Em Dũng Hương Audio xin được mến chào toàn thể các bác. Đầu xuân năm mới, em kính chúc các bác có được nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực, phát tài, phát lộc. Hôm nay, mùng 10 Tết, bên em bắt đầu khai xuân trở lại để phục vụ các bác với một sản phẩm đầu giải mã. Với mã model là Sony MDS-GA22ES, một mẫu MD giải mã 24 bit cao cấp của hãng Sony. Máy về thì gồm có chiếc kèm chiếc điều khiển zin đúng đời, đi theo máy. Đây. Tại sao em lại nói là zin đúng đời? Có nghĩa mã của nó là RMD16M. Các bác có thể check trên Google, các bác sẽ ra cái mã này. Đấy. Thì hiện tại chiếc đầu này về trong tình trạng là đẹp tới trên 98%. Này các bác nhìn này. Em quay chi tiết cho các bác này. Góc cạnh này. Rất đẹp luôn, tem dán mặt máy này. Đấy. Và em cũng có một cái lưu ý là cái model GA22S này thì nó hãng đã được trang bị một kiểu mới, có nghĩa là cái kiểu khay đĩa này, khay nè ra như CD. Đấy, rất tiện. Và cái phím input này, đó là công tắc xoay. Đấy, phone level này. Đấy, tất cả các phím chức năng này. Bên này thì gồm có nút lách bài hát này, melo yết này, tua đi tua lại này, chỉnh volume to nhỏ này, và cái khiển zin của nó thì nó có cả volume to nhỏ trên máy các bác nhé, trên máy và trên khiển này. Đấy, đầy đủ các phím hết này. Đấy, ra đĩa, eject, tắt nguồn, bật nguồn, đầy đủ hết. Đây là volume của chỉnh đường analog. Đấy. Đây, cái model cao cấp thì tất cả các phím này, phím play hay phím rec này, nó được phát sáng nhé các bác nhé, nó có đèn đây này. Đây, em sẽ quay cái đằng sau này. Con này được sản xuất trực tiếp tại Nhật, điện 100V 16W 50/60Hz, số series là 205063. Thì cổng vào con này thì gồm có hai đường quang, quang số 1 và quang số 2, và một đường đồng trục coaxial. À, em đang rút ra đây. Đấy. Đường ra của nó thì gồm một đường analog out RCA và một đường in để mình kết nối với điện thoại laptop. Nhưng mà cái đường analog in này nó không giải mã các bác nhé, cắm vào chỉ để thông nhạc thôi, hoặc các bác có thể cắm vào các bác để ghi đĩa MD. Đấy. Còn đường 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 số out thì vẫn có một đường optica và đường coaxial out. Đấy, rất tiện. Và bây giờ thì các bác sẽ đợi em tầm 10 giây, em sẽ tháo cái nắp lưng này ra và em sẽ cho các bác xem cái ruột gan bên trong nó như thế nào. Hàng đã sản xuất, con này thì nó được sản xuất vào năm 1999, cũng đã 23 năm rồi. Đấy, máy rất đẹp, hàng sưu tầm nên các bác cứ yên tâm nhé, hàng em tuyển chọn từ bên Nhật về. Chỗ này nghĩ vết này vết bẩn thôi nhé, em sẽ vệ sinh là sạch sẽ hết. Còn đây ốc em đã tháo sẵn rồi, tháo sẵn rồi, ốc inox nhá, không han gì mà đấy. Hai mấy năm ốc nó vẫn đẹp như này. Đây thì bây giờ em sẽ cho các bác xem cái ruột gan của con này như thế nào. Thì máy móc bên em về thì 100% là zin nguyên bản. Đây, mạch bảo vệ nguồn trước này, nguồn này, mạch giải mã này, mạch cũng mạch giải mã ở dưới này, đấy để được vào ổ MD này, mạch analog của nó đây, đấy, ở đây là cái ổ MD, đây các bác nhìn này, đấy, cơ ra vào rất êm ái. Và cái mắt con này thì nó là mắt KMS260, mắt phổ thông dễ thay thế và cũng là mắt bền bỉ châu bò, đấy, các bác yên tâm này, zin từ con ốc. Ốc rất đẹp. Đây, nó chạy hai con giải mã CXA8042AS, hai con Sony này, ra hai kênh riêng biệt RL này. Máy rất đẹp nhá. Đấy, các bạn nhìn này.
nguồn này, có cả cái miếng đồng chống nhiễu ở dưới này. Đó, rất tiện, rất đẹp. Đấy thì bây giờ em sẽ test cho các bác một bản nhạc từ trên YouTube qua giọng ca của Lê Thu Uyên. Thì bây giờ em sẽ ấn nút rec này. Cổng quang thì em cắm cổng số 1, thì các bác ấn về OPT1 cho em. Xoay xoay cái input về OPT1 nhé. Ấn rec này. Nó hiện DA này, chưa có tín hiệu. Bây giờ em sẽ bật nhạc ở trên TV này. Được rồi. Khi bật nhạc thì đèn tia sẽ nháy nhá, nó sẽ hiện chữ DA này. Các bác thể xoay volume cho em. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật nhạc âm ni lên. Bản nhạc này thì là phát đường quang TV. Thì bây giờ em sẽ cho một chiếc đĩa MD vào để em ghi cái bản nhạc nó từ TV vào. Đấy, thì nó cái hay ở cái đầu MD này, mình vừa làm chức năng giải mã từ TV hoặc là mình ghi những cái bản nhạc bên ngoài vào, chẳng như là từ bên CD, thì các bác chỉ cần kết nối đường CD với cổng quang vào để bác ghi những cái bản nhạc từ đĩa CD yêu thích để ghi vào đĩa MD, xong các bác sẽ cất cái đĩa CD và các bác chỉ cần nghe những chiếc đĩa MD này thôi. Vì những chiếc đĩa MD này là nó có chức năng là ghi được, xóa được. Đấy, rất tiện, chứ không mình không phải tốn nhiều mua đĩa. Đấy, chẳng hạn như em bán đầu 7 năm nay em bán MD thì cũng nói thật với các bác là bác nào mua nhiều thì mua được, còn em chỉ nói các bác chỉ cần các bác dùng đến 5 đến chục cái thôi. Về các bác sợ là không có thời gian để ngồi ghi đĩa. Đấy. Thì với chiếc đầu GA2S này thì các bác sẽ đặt đĩa như thế nào? Đây. Mũi tên đây. Các bác đặt đĩa này xong không được ấn tay nhá, bởi vì nó dùng hệ thống cơ bánh răng. Đây, các bác ấn nút close vào cho em. Đấy. Đấy, đĩa này là có nhạc rồi này. Phương Phương Thảo quà tặng âm nhạc này. Trời đẹp xanh như em với anh.
Đại người yêu, em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu trong thẳng, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cái chức năng ghi đĩa nhé. Thì các bác sẽ ấn nút rách cho em. Đấy, khi mình ấn nút rách thì bao giờ đầu MD nó xuất hiện chữ lưu trách, có nghĩa là nó sẽ chưa ghi. Bây giờ các bác muốn ghi, bác sẽ ấn nút thêm play đó thì nó mới bắt đầu ghi. Đấy, em sẽ bật cái nhạc từ là cái dây đang nhảy số rồi các bác nhé. Thì khi các bác không ghi, các bác ấn nút vuông, nút stop này. Xong các bác sẽ cho đĩa ra cho em. Ấn nút open này. Mục đích khi mình ghi đĩa xong hay mình xóa đĩa, ấn nút open để nó sập cần thu xuống, để nó ghi cái chương trình vừa ghi vào đĩa. Bây giờ em cho vào nhé. Vì khi đã những cái bài hát mà đã có sẵn trên đĩa rồi, khi mình muốn ghi thêm thì nó sẽ hiện cái bài cuối cùng, là bài thứ 14. Em select cái bài thứ 14 này.
Đấy, em sẽ play này, chạy lại này. Thì tất cả các chức năng máy móc thì em cũng đã kiểm tra và test cực kỳ ok, cực kỳ hoàn hảo nhé. Không có lỗi nầm một cái gì. Máy móc zin nguyên bản 100%. Đấy. Thì cái video này thì em từ hôm nay thì em sẽ làm thêm một cái kênh YouTube nữa, là kênh số 2. Thì cái kênh trước của em thì nó là cái kênh MD Hà Nội DAC. Cái kênh này thì cái lượt đăng ký thì nó được 2.600, hơn 2.600, gần 2.700 người. Đấy. Thì em bây giờ em sẽ làm song song cả hai kênh. Thì cái kênh này là kênh số 2. Thì mong các bác mà đã biết đến em qua số điện thoại là Dũng Hương HP trên Facebook hoặc là Zalo em là Dũng Hương HP, thì có thể nhấn vào nút đăng ký kênh này và ấn vào nút chuông để theo dõi những sản phẩm bên em ra hàng ngày. Và thì từ hôm nay mùng 10 Tết thì bên em sẽ hàng ngày sẽ ra, mỗi ngày sẽ ra một video nằm sản phẩm mới để update hàng ngày thường xuyên cho các bác xem. Và các bác thấy ưng món nào thì các bác mua món đấy. Và các bác nếu ưng thì các bác sẽ alo đến em theo số điện thoại 0966723489. Và em cũng quên mất là cái giá đầu xuân năm mới chiếc đầu GA22S này em bán với mức giá cho các bác là 7.300.000 đồng. Có nghĩa là em đã lì xì 700.000, còn giá bình thường con này là tầm 8 triệu. Đấy. Giá 7.300.000 đồng tặng các bác một sợi dây quang 1,5m và một chiếc đĩa MD bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Đấy. Trách nhiệm 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, còn hết 3 tháng thì em sẽ hỗ trợ chế độ bảo hành hậu mãi cho các bác. Các bác có vấn đề gì cứ ới em sẽ giúp đỡ tận tình hoặc là em sẽ gọi video hướng dẫn cho các bác. Với 7.300.000 này thì các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở trên 0966723489. Và một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn các bác và cảm ơn quý khách hàng đã những năm vừa qua đã ủng hộ hàng hóa bên em. Em xin chân thành cảm ơn.